Nhóm khoa học gia Hồng Kông từng chế tạo robot Sophia nổi tiếng, nay trình làng một kiểu robot khác, tên là Grace, nhắm vào thị trường chăm sóc sức khỏe. Robot duyên dáng này được thiết kế để tương tác với người cao niên và những người bị cô lập vì đại dịch COVID. Trong trang phục y tá màu xanh, Grace mang nét đặc trưng châu Á, tóc nâu dài ngang vai và đeo một camera hồng ngoại trên ngực để đo thân nhiệt và đo phản xạ của bệnh nhân. Grace chẩn đoán cho bệnh nhân bằng trí tuệ nhân tạo và thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông. Với hình tượng một y tá chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp xã hội, robot này sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhân viên tuyến đầu bị quá tải trong đại dịch, theo lời nhóm khoa học gia chế tạo ra robot này cho biết. Công ty Awakening Health dự trù sản xuất đại trà một phiên bản thứ hai của Grace vào tháng 8 và có kế hoạch trong năm tới sẽ triển khai hoàn toàn người máy này đến các địa điểm như Hồng Kông, Hoa Lục, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giá thành robot hiện có giá khoảng một chiếc xe hạng sang, nhưng sẽ giảm bớt một khi công ty tăng sản lượng.